Xin chào các bạn đang xem kênh Lan Orchide Người Việt ở Pháp. Hôm nay mình sẽ thu hoạch rất là nhiều món. Các bạn nhớ đồng hành cùng thu hoạch với mình cho đến cuối video nha. Một mình thu hoạch sẽ rất là mệt, rất là buồn đó các bạn ơi. Bây giờ mình bắt đầu thu hoạch nha. Các bạn nhìn thấy không? Đi chơi về xong là lại được thu hoạch rồi nè các bạn. Và tính ra là một cây này mà nhà mình ăn nguyên cả mùa hè luôn á. Đó. Đó. Rất là ngon luôn. Đây nè. Mấy trái này là vô ăn được rồi. Để nó to quá thì nó già. Hôm nay thu hoạch được chắc cũng phải cái vườn thì có chút xíu thôi các bạn mà rất là nhiều thứ để thu hoạch. Cái này ăn nguyên cả mùa hè, khỏi cần phải đi chợ mua rau các bạn. Ông bướm nó có ve vàng đây quá trời. Rồi ok, mấy cái này nó còn xanh quá đẹp ơi. Và đây bây giờ cái này là nhìn coi nè, thấy không, nó chín nó ra trái non quá trời nè. Quá wow. Trái xanh to rồi nè. Đây bông hoa nè, trái non nè. Ra này ăn nguyên một mùa. Nhà mình không cần phải đi chợ mua ớt luôn. Cái đợt sau á nó ra là nó trái nó to hơn cái đợt đầu tiên các bạn. Nó to, to hơn đợt đầu nhiều lắm luôn. Rồi, xe 4. Bây giờ mình sẽ cắt cà chua ha. Nó lại đậu thêm những trái non rồi nè. Đây, cà chua vàng. Cà chua mà nhìn giống như ớt chuông ha. Bây giờ mình vô đây mình thu hoạch đậu cô ve nha các bạn. Vô thu hoạch đậu cô ve. Trước
khi thu hoạch đậu cô ve thì mình thu hoạch một trái, chắc hôm nay mình phải thu hoạch hai cái trái khổ qua này đi. Các bạn nhìn thấy cái trái khổ qua các bạn ơi, nó to lắm rồi nè, thấy chưa? Đó, mà cái này là nó đang nằm sát dưới cái gốc cho nên là mình nghĩ mình phải thu hoạch. Chứ mình để nữa là dinh dưỡng nó lên đây là nó vô cái trái này hết, nó không đi lên mấy trái khác được rồi. Trái khổ qua đầu mùa của gia đình mình đây. Cái trái này chắc cũng cắt luôn đi, tại vì mấy hôm rồi mà thấy nó không có lớn nữa thì cắt luôn. Rồi được hai trái. Còn đây là quá trời trái nè. Nè, trái nè, trái non nè. Trong này mấy trái nữa nè. Trong này mấy trái nữa thấy không? Trái nè. Để ra trái non nữa nè. Ở dưới này nữa nè, quá trời đây nè. Rồi đợt sau thu hoạch là sẽ được chắc cũng phải 5, 6, 7 trái. Đây đậu cô ve các bạn mình á, mình trồng 4 cây, 4, 5 cây mà không hiểu sao á, nó trong cái đám hạt á, nó lẫn lộn mấy cái cây đậu này mà nó lên quá trời cao, nó chẳng ra trái gì trơn. Có duy nhất một cây này là nó có trái cho mình ăn thôi nè. Có một cây này à. Nhưng mà cây này chắc cũng xào cũng được nửa dĩa. Ô cái cây dưa chuột nó leo cao. Đây có được một trái dưa chuột các bạn ơi, mình thu hoạch luôn. Trái dưa chuột. Cái trái này nó nằm dưới gốc thì phải thu hoạch để cho mấy cái trái kia nó phát triển. Ồ, cái này nó có gai đó. Trái này là coi như nó không lớn được nè, bỏ nè, bỏ nè. Mấy trái teo teo này bỏ hết nè. Đây các bạn, một trái dưa chuột. Nó được 3-4 cái ngón tay, 3 ngón tay của mình. Rồi bây giờ các bạn biết cái gì nữa không? Cái mớ rau dền với rau muống thì chắc mình cắt rau muống. Cắt rau muống để cho nó lớn chứ không cắt là nó sẽ không lớn. Không cắt thì nó cứ đẹp hoài thôi. Rau muống bữa nó bị thiếu nước, đi nguyên tuần về không có tưới nước cho nó là nó đẹp, nó không có lên nữa chứ. Cái này nó cần nước dữ lắm, cái rau muống này cần nước nhiều. Mấy cái cây nhỏ này cũng cắt luôn, tại vì không cắt là nó sẽ không có phát triển được.
tục được thu hoạch rau dền với rau thằng ô nữa nè các bạn thấy không? Ở đây mình nói là cái rau này mà trồng được một lần thôi là các bạn ăn suốt thôi đó, trước khi mình đi chơi đó là mình đã thu hoạch một mớ rồi, bây giờ mình về là mình lại thu hoạch thêm mớ nữa, đã không? Trồng một lần không cần phải trồng nhiều á. Thích không các bạn, rau tươi hái tại vườn vô ăn ngon ơi là ngon. Thành quả hôm nay các bạn, hôm nay được có cà tím, có đậu cô ve, có một ít ớt chuông đủ loại, có đường, có một trái dưa leo, khổ qua, rau dền, rau muống và rau tăng ô. Rồi hôm nay nhà mình được một bữa thịnh soạn, cái này ăn chắc cũng được 3 bữa đây các bạn.